đặc biệt rất là lạ xảy ra ở đây là tự nhiên nó mọc rễ. Nó mọc rễ ở những cái vết bầm đó các bạn. Mọc rễ như là rễ tre luôn các bạn coi, rất là nhiều luôn. Nó mọc vàng luôn rễ. Thế này là bữa nay mình mới quay thì nó ít, nhưng mà những cái rễ cũ nó đang đen ha. Nhưng mà rễ mới cũng còn một ít nè. Lúc trước là nó vàng luôn các bạn. Nó mọc tất cả ở những cái lỗ mà mình bầm. Xin chào tất cả mọi người nha. À, thì hôm nay Thịnh có một cái cây sầu riêng ri sáo bị xì mủ nè các bạn ơi. Thì các bạn thấy những cái mà mốc trắng 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 đó là xì mủ nha. Buổi sáng ra đây nếu như nó đọng lại một cái giọt nước, những cái giọt nước màu hồng hồng đỏ đỏ đó là 100% là xì mủ, chứ không phải là do sâu đục thân. Thì các bạn nhận biết nó là, nhất là nó nổi mốc trắng, thứ hai nữa là có nước màu đỏ màu hồng đó, đó là xì mủ. Thì Thịnh có chia sẻ với các bạn là hôm bữa cái cây này nó bị xì mủ nhánh nè, Thịnh cưa rồi nè, rồi Thịnh cũng đã quét thuốc. Hôm bữa là Thịnh có quét Aliex thì nó ngưng ở cái vị trí này, cái nhánh này nó không xì nữa, nhưng mà nó đã nặng hơn, nó đã lan vào thân. Bây giờ nó đã bị trên thân, nó bị khoảng một gang tay các bạn, nó bị khoảng một gang tay ở đây. Thì Thịnh cũng có đà làm mấy cái video rồi chia sẻ về cách mà Thịnh trị xì mủ. Thì ngày xưa Thịnh rất là sợ xì mủ, trị hoài không hết các bạn ơi. Nhưng mà hơn một năm nay đó là anh kia anh chỉ cho Thịnh những cái thuốc pha trộn rồi quét vào đây, quét lên trên cái vết xì mủ. Cái thứ hai đó là mình kết hợp với tưới. Thì Thịnh làm từ hơn một năm nay là hầu như là 100% là hết cái bệnh xì mủ luôn, cho nên là Thịnh không còn sợ xì mủ nữa. Thịnh đảm bảo với các bạn là một vết xì mủ như thế này Thịnh sẽ trị hết 100%, trị dứt điểm hẳn luôn, chứ không phải là cầm chừng, không phải là ngăn lây lan đâu, là hết hẳn luôn. Thì nếu như các bạn làm đúng như Thịnh làm thì Thịnh đảm bảo với các bạn là sẽ hết hết bệnh. Tại vì có nhiều người cũng bình luận ở bên dưới là không hết, hay là họ cũng đã làm cách đây 10 năm 20 năm rồi nhưng mà cũng không hết gì đó, Thịnh không biết. Nhưng mà hiện tại Thịnh sẽ quay lại những cái cây, cho những cây mà lúc trước Thịnh đã trị, cũng có làm clip luôn cho mọi người xem là hôm nay nó hết hẳn rồi, không có vấn đề gì hết đó. Là sau khi đó, mình quét thuốc lên đây mình sẽ ngăn nó lây lan, thứ nhất ha, là mình cầm nó lại, rồi thứ hai nữa là mình phải xử lý bộ rễ dưới đây các bạn ơi, mình phải xử lý bộ rễ. Còn cái cây này nó đang mang trái nè. Cái cây này nó mang trái rồi nó xì mủ nữa các bạn ơi, cho nên là mình phải trị liền đó. Thì nguyên nhân xì mủ thì nó rất là nhiều nguyên nhân nha. Mùa mưa này, những cái cây này ngày xưa nó cũng đã có mầm bệnh dưới đây rồi, bây giờ mùa mưa nó phát triển mạnh, cộng với mình bón phân hóa học. Hôm nay mình đang nuôi trái chứ còn có bón phân hóa học các bạn ơi. Cái Zara đó 12, 11, 18 đó mình bón rồi, bây giờ nó phát xì mủ lên ở trên thân, bây giờ là mình phải trị liền. Sẵn đây á, mình khuyên những cái bạn nào mà chuẩn bị trồng sầu riêng rồi đó thì lên mô cao nha. Đừng, mình nói nhắc đi nhắc lại hoài luôn là cái này, tại vì nó rất là quan trọng cho cái người mới trồng quyết định cái cây sầu riêng sau này nó lớn phát triển mạnh hay không, có bệnh hay không, là do cái này nữa. Là ở miền Tây mình trồng mô chứ đừng trồng trệt như thế này. Ngày xưa là trồng trệt nè các bạn thấy không, rễ nó không có lòi ra được, rễ nó tù 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 ở đó, và đất của mình nó đây nó ẩm ướt quá, mô lúc nào nó cũng ẩm ướt, nó không khô được. Ri sáo đặc biệt nữa là nhánh nó sụ, những cái nhánh ri sáo nó sụ đúng không, tuy mình để lên đó rất là cao cả thước hơn lận, nhưng mà nó sụ xuống, nó che mô, là mô của bạn là nó không khô được. Tưới một ngày nó không khô, hai ngày nó không khô luôn, thì dẫn đến là nấm bệnh nó vẫn còn ở dưới đây, rễ nó tù như thế này nè các bạn, rễ nó phải ngấu, nó lòi rễ ra thì cây mới mạnh nha. Các bạn thấy là cái cây sầu riêng nào mà rễ lòi là cây đó mạnh, cây nào rễ tù là yếu lắm. Các bạn thấy cái gốc nó không có nở được thấy không, nó yếu yếu sao đó. Đó, đất như thế này ẩm ướt như thế này thì nó sẽ dẫn đến là nấm bệnh nó sẽ ở dưới đó, mùa mưa nó phát triển mạnh dẫn đến cây xì mủ, đó là nguyên nhân nha. Rồi mình đó, thì mình nói những cái nguyên nhân mà dẫn đến nó xì mủ rồi, bây giờ mình sẽ trị, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi trị nó nha. Đây là thuốc mình dùng để trị nè các bạn, thì những ai xem clip trước rồi thì sẽ biết thôi, mà mình đã trị rất là nhiều cây thành công rồi mình mới chia sẻ ở đây. Rồi các bạn, nếu các bạn tin thì các bạn làm thôi, không tin thì thôi, không có vấn đề gì cả. Đầu tiên là mình cho một ít nước vô đây rồi nha. Và các bạn lưu ý là không dùng nước giếng, không dùng nước phông tên nha, tại vì nó có chất tẩy trong đó, mình không xài. Đây là mình xài nước sông, mình chế một chút xíu thôi.
Còn đây là Rhizomingon, mình cái bịch cũ mà lúc trước mình xài còn dư, mình cột thun lại rồi giờ mình xài tiếp. Đó, bây giờ mình cho một ít vô đây. Mình cho miếng nước nha, tại vì clip trước mình không có cho nước cho nên là mọi người nói là nó sẽ không tan hết, thì đúng nó sẽ không tan hết, nó sẽ bảo hòa trong đó. Đó, có miếng nước vô nó dễ tan lắm các bạn ơi. Sau đó là bây giờ cho một miếng ít Arifort 400 vô, trộn chung với cái này nha. Bây giờ mình sẽ bỏ cái điện thoại xuống rồi mình chế vô cái đó. Arifort các bạn lưu ý nhớ là lắc đều trước khi mà mình sử dụng nha các bạn. Tất cả các loại thuốc trong chai á, phải lắc đều trước khi sử dụng. Bây giờ mình chế một miếng vô. Chế xong rồi quậy lên các bạn ơi. Dùng cái cọ này nè, mình quậy lên nè. Nếu như mà nó loãng quá thì các bạn cho thêm cái thằng Rhizomin vô. Rồi cho nó sạch sạch xíu. Mình quét nó sẽ bám dính hơn trên cái thân. Các bạn cứ làm sao mà cho nó tan ra, nó sạch sạch. Rồi bây giờ mình tạm thời là mình bỏ ở đây đi để cho nó tan cái thuốc ra. Bây giờ mình sẽ lấy dao, mình sẽ cạo sơ sơ rồi mình bầm cái da ra rồi mình mới quét lên được. Các bạn bầm như thế này nè, các bạn chặt dứt khoát cái dao vô luôn ở những cái vị trí mà nó xì mũ các bạn, và bầm lên chặn cái vị trí mà nó sắp lây lan luôn. Mình chặn đầu, chặn đuôi, bầm, các bạn bầm sâu đại đi, bầm sâu đại đi, rồi các bạn nại hơi hơi ra một xíu để cho nó có cái kẽ, lát nữa chúng ta quét cho nó rút thuốc vô đây. Đây là toàn bộ những cái vết nó bị bệnh, thì có nhiều cách làm. Có cách là người ta sẽ lấy toàn bộ cái vỏ này ra, người ta sẽ đục, người ta sẽ gom toàn bộ cái vỏ này cho đến lòi cái thân ra luôn. Thì ngày xưa mình cũng có làm như vậy, nhưng mà nó sẽ lâu lành lắm, rất là lâu lành. Thì mình hiện tại là bây giờ mình chỉ xài cách này thôi, là mình bầm, mình nại ra như vậy, và mình bầm khoảng cách ra như thế này, khoảng cách ra như thế này, để cho cái da này đó, nó vẫn còn cái chất dinh dưỡng, nó có thể liền lại được rất là nhanh. Nó không đứt hẳn cái phần da luôn, cái phần da này vẫn còn có thể sống. À, chứ còn lấy ra hết luôn á, lấy ra hết luôn á thì nó sẽ lâu lành. Còn mình bầm như thế này á, mình quét thuốc vô đây, nó rút thuốc vô đây, nó giữ thuốc trong này rất là tốt. Mình thấy nó cũng bình thường thôi, cũng hiệu quả thôi. Cho nên là không có việc gì mình phải lấy cái da đó ra. Tùy mọi người, mỗi cách làm khác nhau thôi. Cái nào hiệu quả thì mình làm thôi các bạn. Không nhất thiết là phải ai cũng giống ai đâu. Đó, bây giờ mình sẽ quét thuốc vô. Nó đặc quá mình mới cho thêm miếng nước nữa các bạn ơi.
nó đẩy cái nắp này, cái chỗ nắp này. Mầm bệnh nó rút vào trong cái nắp. Sau khi mình quét xong các bạn thì thuốc nó rút từ từ vô đây thì nó lọt vô mấy kẽ đó, chủ yếu lọt vô mấy kẽ đó, rồi mình dư thuốc mình phủ luôn như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một cái bao ni lông hoặc là một cái tấm mũ gì đó mình sẽ cột lên mình che, tại vì dạo này chiều hay mưa lắm các bạn ơi, mình sẽ che cho nó khoảng 2 ngày á, rồi để cho nó khô ráo rồi mình tháo ra cho thuốc nó rút vô hết luôn đó. Mình quét hết rồi các bạn đó, chủ yếu là trong cái nách này nè. Ở trên đây hiện mang trái mà xì mũ như vậy là nguy hiểm nha các bạn. Rồi một hồi mình sẽ nói chuyện tưới gốc sau nha, chứ không phải là quét vậy là xong đâu, không phải vậy là hết bệnh nha các bạn. Mình cột tạm như vậy mình che khoảng 2 ngày nha các bạn. 2 ngày sau mình ra mình thăm nha. Nếu như cái vết xì mũ của mình nó còn ướt á, nếu như mà nó còn ướt còn xì á thì mình quét thêm một chập nữa nha, cũng thuốc y như vậy. Còn nếu như mà nó khô rồi thì thôi, khô là mình ra sáng sớm tầm 5 giờ rưỡi 6 giờ các bạn ra không thấy tươm nước nữa thì khô thì thôi nha. Tại mà đa số là mình quét có một lần rồi nó khô luôn các bạn. Những cái vết này thì nhẹ thôi. Thì coi như là mình đã xử lý được cái vết xì ở trên thân rồi. Chứ mình để nó xì lan ra giáp cái thân này thì nó sẽ chết. Còn nó như đây thì mình ngăn cái vết đó là không cho xì nữa đó. Sau khi là mình ngăn được cái vết lan, vết xì mũ ở trên thân rồi, mình xử lý tới bộ rễ. Chứ mình không xử lý rễ thì nó sẽ không hết hoàn toàn đâu. Thì xin lỗi các bạn nha, tại vì mình bây giờ 12 giờ mấy rồi, mình chưa ăn cơm nữa, mình mới làm mà sáng giờ chống đi chống sầu riêng nè. Đó, chống sầu riêng hơi mệt chưa ăn cơm nữa, nói chuyện hơi thở hơi hổn hển xíu. Thì nói tiếp nha, là xử lý bộ rễ. Các bạn phải tưới rễ. Thì mình có chia sẻ hoài luôn á, là chia sẻ là tưới cái thằng Matashi này. Các bạn tưới thằng Ridominol cũng được, nhưng mà Matashi nó hay hơn, nó hơi mắc xíu nhưng mà nó hay hơn. Các bạn pha cho cái bịch này cho một thùng B. Thùng B là khoảng 2 cái thùng dồi đó. Các bạn tưới phủ từ trên thân này tưới xuống, tưới giáp dòng cái mô. Một tuần lễ sau các bạn tưới thêm một bịch nữa, có nghĩa là sử dụng hai bịch này nha. Mấy cái này không cần phải chích đâu, đừng chích. Các bạn nó nhẹ thì không phải chích. Các bạn tưới một tuần, bữa nay bạn tưới một bịch phải không, tuần sau bạn tưới một bịch nữa. Còn cái vết xì trên đó đó, 2 ngày sau các bạn kiểm tra lại, nếu như nó còn xì thì quét, không xì thì thôi bỏ. Chỉ tưới hai bịch này nữa thôi là cây của mình làm hết xì mũ hoàn toàn luôn. Mình thấy mình lát nữa mình sẽ quay cho các bạn coi mấy cây cũ, tới nay là mang trái bình thường không có xì gì nữa hết á. Mình thấy rất là hiệu quả luôn, thì mình chia sẻ với các bạn ở đây để các bạn gặp phải trường hợp này tránh để chết cây sầu riêng. Ngày xưa mình rất là sợ bị xì mũ luôn, mình muốn chia sẻ lại cho những ai cần, thực sự cần cái này. Còn những anh chị nào mà đã biết rồi hoặc là xem coi cái này chẳng cái gì hay ho, chẳng quá bình thường đi nữa, thì các bạn chỉ xem thôi, hoặc là các bạn có thể không cần xem luôn cũng được. À, thì chia sẻ cho những ai cần. Rồi bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem mấy cây đó nè. Bây giờ nước đang ròng, không trong mương không có nước, cho nên là mình đợi nước lớn rồi mình mới tưới sau nha các bạn. Thì các bạn cứ chế nguyên bịch này vô trong cái thùng B rồi pha quậy lên. Hồi đó mình cũng có quay clip rồi, quậy lên rồi tưới thôi. Chứ không có cái gì hết nha. Tại vì giờ không có nước. Đặc biệt các bạn là không nên xài nước giếng, nước phun tên, mình nói hoài luôn á, nó không có tốt nha.
Đầu tiên mình sẽ quay cho các bạn xem một cây xì mũ rễ, xì mũ dưới gốc á. Là cây này vàng lá gần chết luôn các bạn ơi. Cây này lá vàng gần chết luôn, nhưng mà bây giờ nó đã tỉnh táo rồi, coi như là nó sống lại rồi các bạn ơi. Đây, mình quay cho các bạn xem. Thì cái cây này mình trị theo cái cách là mình chích cái Arifos 400 đó, cộng với mình tưới Matasi. Mình tưới Matasi cỡ 2 bịch hay 3 bịch gì mình quên mất rồi. Nè, các bạn thấy là da mới đã ra, đã sống lại nè. Cái rễ cũ nè, cái rễ cũ là nó thúi nè, nó hư, thúi rễ, xì mũ từ dưới rễ xì lên. Mình sẽ quay giáp vòng cho các bạn xem để thấy. Và cái cây này đột nhiên lá đang xanh chành, tự nhiên nó vàng khè, xong cái nó buồn là mình thấy rồi. Chích hai mũi liền, một mũi bên đây, một mũi bên kia. Tưới như là 3 bịch Matasi nha, 3 bịch đó. Mình chia ra nha, mình tưới phủ từ trên đây, mình phủ xuống luôn. Đó. Đây nè các bạn, cái rễ nè, thấy không? Các bạn mà khi mà cái cây mình tự nhiên nó vàng lá, nó buồn buồn, các bạn lấy giá, các bạn đào xuống đây liền. Đào xuống đây liền, thấy rễ mà nó đen xì mà nứt nứt, mà nó kiểu như nó thối cái cây các bạn, biết không? Đây là một lỗ chích này nha, là xì ngay chỗ mũi, ngay chỗ này. Chích vô đây một mũi nè, rồi mình tưới nha các bạn, chứ cái xì mũ rễ là mình đâu có quét được cái gì. Đó, mình tưới Matasi. Các bạn thấy rễ không? Hư nè, rễ thúi nhưng mà nó sống lại nè. Rễ mà dập nát nát như thế này là bị hết các bạn ơi. Đây. Cây này chích 3 mũi luôn chứ không phải 2 mũi nữa, đây 1 mũi nữa. Đó. Bây giờ là nứt da mới ra sống nha. Nó xì, có xì mũ trên đây nữa nè. Cái vết thuốc mình quét cũ còn nữa các bạn thấy không? Đó. Nhưng mà cái này giờ sống rồi, không chết đâu. Ra lá ra lọt lại nè. Rồi, bây giờ để quay mấy cái cây xì mũ thân cho mọi người xem. Đây cũng là một cây sầu riêng mà xì mũ nữa các bạn. Thì cái cây này do bị ngợp nha, bị gọi là úng, bị úng rễ dẫn đến xì mũ nè. Thì cây này mình cũng quét thuốc bình thường, cũng bầm cũng quét thuốc. Nhưng mà một cái điều đặc biệt rất là lạ xảy ra ở đây là tự nhiên nó mọc rễ. Nó mọc rễ ở những cái vết bầm đó các bạn. Mọc rễ như là rễ tre luôn, các bạn coi rất là nhiều luôn. Nó mọc vàng luôn rễ. Thế này là bữa nay mình mới quay thì nó ít, nhưng mà những cái rễ cũ nó đang đen thấy không? Nhưng mà rễ mới cũng còn một ít nè. Lúc trước là nó vàng luôn các bạn. Nó mọc tất cả ở những cái lỗ mà mình bầm như vậy. Thì dấu hiệu này cũng là dấu hiệu tốt mà cũng là dấu hiệu xấu nữa các bạn. Tốt là sao? Là cái cây của mình nó cố gắng để mình nó sinh tồn, là nó vẫn có sự sống. Cái thứ hai nữa, cái điều xấu là có thể là những cái rễ xung quanh, tất cả những cái rễ mà nó mọc dưới đất á, có thể nó bị bệnh, bị thúi hết rồi, cho nên là nó phải ra rễ ở trên đây. Thì nói chung là cái điều này là điều không tốt đâu, nó bất thường như vậy là không tốt các bạn ơi. Thì cái cây của mình nó cũng không biết là nó hết hẳn chưa nữa. Cây này thì là do đất của mình nó quá chèm nhẹp, nó quá ướt. Cái mô này mình chưa bằng cỏ nữa các bạn ơi, không nên để cỏ những cái mô này nè. Tại hôm bữa mình mới ban đất ra rồi trị nó thì nó ra rễ như thế này nè, các bạn thấy khủng khiếp không? Đắng lòng thiệt chứ. Nhưng mà cây này thì bây giờ mình nghĩ là nó vẫn sống bình thường chứ không chết đâu, mình sẽ cứu được nó mà. Đây là cái cây sầu riêng mà xì mũ, rồi Thịnh làm cái video đầu tiên luôn là trị cây xì mũ, cây sầu riêng xì mũ này. Thì nay cũng lâu rồi, không nhớ bao nhiêu tháng nữa. Nhưng mà bây giờ nó đã khô hoàn toàn rồi, nó hết bệnh hoàn toàn rồi, đang mang trái nữa nè các bạn. Thì Thịnh quay lại những cái cây mà hồi xưa Thịnh trị xì mũ cho mọi người xem. Thì cũng nhờ cái video này mà rất là nhiều người cũng xem cái video này, là cách làm của mình. Rồi các bạn đã làm theo và họ nói là cũng hết bệnh luôn rồi các bạn ơi. Nghe như vậy là rất là mừng. Đi qua đây thì sẽ có một cái cây xì mũ nữa. Thì cây này cũng trị cũng hết luôn rồi, đang mang trái rất là nhiều luôn. Cây này ngày xưa xì cũng hơi nặng đó, cho nên là mình có chích thuốc nữa. Cứ quét thuốc đó, rồi tưới thuốc 2 bịch, rồi sau đó là chích nữa. Thì cây nào nhẹ thì không cần phải chích, những cây nặng như thế này thì chích nè.
đang mang trái rất là nhiều luôn. Và các bạn nên nhớ là hết bệnh hẳn rồi mình hãy để trái nha, chứ nó còn đang còn xì mũ mà cây nó còn tươm nước, nó còn dấu hiệu bệnh thì các bạn không nên để trái, nó sẽ chết cái cây luôn đó. Mình hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích được cho các bạn, những ai mà cần, những ai mà đang bị xì mũ mà trị không được đó, thì có thể thử cái này, mình nghĩ là nó sẽ thành công. Rồi, chúc các bạn thành công nha. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tới. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.